sao thế ạ? Dưới em làm cho tôi xem. Ok nha. Hôm nay đưa anh em đi giải ngố nhá. Đang quay anh ạ, đang quay. Không có ba nam luôn, có một anh này không biết là nam hay nữ. Ở đây có khu nào nam nữ tắm chung được không em? Thế đấy là tắm chung gọi là riêng thôi đúng không? Chung thì mặc đồ bơi, riêng thì cũng cần. Mỗi một chỗ để giày là một người. Cái này mình được trải nghiệm là mấy tiếng rồi em? À. Tức là nhưng mà một vé này tối đa bao nhiêu thời gian? Mình sẽ sử dụng trong ngày ạ. À, trong ngày. À, ok. Trong ngày gồm có những gì? Bên trong thì bọn em sẽ chia làm ba khu vực ạ. Cả khu vực tắm chung, khu vực tắm tiên và khu vực sông hơi. Khu vực tắm chung và khu vực sông hơi thì cần sử dụng đồ bơi. Còn khu vực tắm tiên thì sẽ tắm đi ạ, tắm khỏa thân nam riêng và nữ riêng. Còn khu vực tắm chung và sông hơi thì mình phải mang theo đồ bơi. Có khăn tắm cho mình đúng không? Dạ, bọn em sẽ phát cho mình mỗi người một khăn tắm, khăn mặt và một áo choàng yukata. Mình sử dụng ở bên trong. Tắm tiên là dùng khăn mặt thôi. Dạ. Dùng khăn mình có thể dùng khăn để lau khô ấy. Em gửi vòng tay đấy. Vòng tay vàng này của nam thì mình sẽ đeo mặt chữ phần mặt màu lên trên giúp em ạ, và cổ tay trái. Vòng tay này sẽ giúp mình đi qua cổng từ, là lá chìa khóa của tủ đồ bên trong ạ. À, mình lưu ý là giữ vòng tay này cẩn thận ạ. Nếu mà có làm rơi thì báo với nhân viên bên em để em hỗ trợ tìm kiếm. Mà nếu không tìm thấy thì vui lòng bồi hồi một khoản 5 triệu cho một vòng tay. Vòng tay này là cũng như một ví điện tử ạ, mình có thể sử dụng các hình khác như ví dụ sử dụng spa hay là mua đồ bơi, mua nước, mua ở sử dụng đồ ở trong nhà mình có thể chạm vào vòng tay khi chúng ta muốn mua cái ở bên ngoài. Còn ạ, bữa ăn là tức là ăn à? Cái bé mình cái bữa trưa này của mình sẽ cùng ăn nhẹ ra. Nhẹ thì mình check in ở đâu? Dạ, có thể sử dụng check in bằng vòng không được. Còn nếu bọn anh vé voucher của anh cũng được tắm chung luôn. Dạ vâng, mình sẽ được sử dụng tắm và một ăn nhẹ. Anh có thích tắm chung không thì chuẩn bị quần bơi. Quần bơi ở đâu? Mình tắm chung thì bơi ở dưới luôn. Dạ, nếu anh chưa có thì mình sẽ mua tại quầy. Tại bên trong ạ. Các bạn có vé tại bên trong ạ. Mặt chữ là màu lên trên. Mình cứ đi nó mình chẳng nhận hết rồi đúng không? Mua hết cái quần mặt chữ là màu ngoài. Đây đúng không? Đây đúng không? Mặt chữ mặt màu lên trên. Đây chữ này này. Chữ này chữ màu lên trên. Lên đây đeo cho anh cả. Chặt chặt một tí dễ giúp bị rông da lắm. Chặt rồi. Chặt chưa? Bấm được chưa? Chặt chưa? Ok nhá. Ok. Rồi, bắt đầu chúng ta đi trải nghiệm nha. Ồ, đi qua cửa. Ồ, ok. Qua cửa rồi anh em ơi. Được vào trong nhá. Các
À, mình vào tắm tiên đi. Tắm tiên là toàn lực thôi anh ạ. Tắm chung với cô gái. Tắm riêng là toàn lực được thôi. À. Thì tắm riêng là tắm lui, còn tắm chung là phải mặc quần. À. Mặc xịt được không? Quần gì em không biết. Tôi bơi mà. Em ở đoàn mình di chuyển ra đây ạ. Ở đây là khu vực phát đồ ạ. Bên em sẽ phát cho mình mỗi người một set đồ gồm khăn tắm, khăn mặt, áo choàng. Cái áo choàng này lưu ý chỉ mặc ngoài khu vực ăn uống và nghỉ ngơi, không mặc ra khu vực tắm nhé. Khăn tắm và khăn mặt thì không nhúng vào các bể khoáng. Ở khu vực tắm tiên thì mình sẽ tắm lui ạ, tắm khỏa thân, nam riêng và nữ riêng. Khu vực tắm chung cả nam lẫn nữ sẽ bắt buộc phải mặc đồ bơi ạ. Khu sông hơi sẽ nằm trong khu tắm chung đấy. Vui lòng không sử dụng điện thoại và thiết bị ghi hình ở trong khu vực tắm và khu vực thay đồ. Vui lòng cất vào trong tủ đồ được tích hợp với vòng tay ạ. Nam thì di chuyển vào tấm rèm màu xanh, trong đấy sẽ có tủ đựng đồ và lối ra các khu vực tắm ạ. Nữ thì di chuyển vào tấm rèm màu hồng ạ. Xin cảm ơn ạ. May dặn nhé. Anh thích cái màu hồng hơn. Tắm chung là phải có đồ bơi. Dạ vâng, đúng rồi. Đồ bơi thì có thể bán ở đây ạ. Tưởng là tắm riêng mà không phải đồ bơi ấy nhỉ? Ừ. Tắm riêng có cái khu nào không cần mặc đồ bơi không? Dạ có khu tắm tiên và khu tắm chung có hai khu riêng khác nhau. Ý anh là tắm tiên chung nhau ấy? Dạ vâng đấy ạ, khu tiên tắm tiên là tiên nữ riêng ạ. Ý anh là nam nữ chung ấy? Dạ, không có. Có không? Có. Không có à? Cái này anh phải dẫn người yêu đi cùng. Cái này đến đây không là phải sáng tạo cái đấy nhở? Nếu mà có. Nhưng mà đi vào khu đồ tắm chung thì là phải mặc đồ bơi đúng không? Đúng rồi. Bên đấy thì là rộng hơn này. Thử không? Ngoài trời thử nhá. Ở đây mà tắm tiên mà có kiểu chung nam nữ là kiểu gì đông khách lắm. Em ạ, anh có một ý kiến đề xuất ấy, là nếu mà cho tắm tiên là chung nam nữ được thì tốt. Mình tắm thế thì nó đông khách hơn. Em là quản lý đây à? Chúng tôi thích. Anh sử dụng vòng tay tiếp vào đây của em. Một thằng trả thôi. Nhân 4 lên. Tí nữa luyện trả tiền. Chúc mừng anh đã cô mà ô quay mà ô mất tiền. Đúng rồi, biết thằng cầm tiền. Cái máy này nó thông minh đấy. Ông nào bé thì mặc nó cùng ra làm sao? Nó freestyle à? Tắm chung. Tắm tiên rồi lại ông lại còn mặc quần nữa thì ai gọi là tiên? Em chưa nhìn thấy tiên mà mặc quần. Nhưng mà nếu mà mặc tắm tiên mà mặc chung được cả nam nữ, à tắm chung được nam nữ. Đây, bốn đây đây. Bây giờ đi vào trong này đúng không? Rồi, bắt đầu anh em vào thay đồ nhá. Đi vào màu xanh nhá. Anh em nào đi chót đi màu đỏ là tốt đấy, màu hồng là tốt. Đây, quy trình tắm tiên đây thôi. À, tắm onsen. Ok. Nhiều thủ tục đấy. Đúng không? Đây á. Dạ vâng. Chọn tủ đúng không? Bên tay phải, góc phải B, phải B 0141 đây em. Đây là chọn mã tủ em cứ nhìn số tủ cho đúng số đấy. B0125 nhớ số nhá. Đây anh để lưu lên trên ạ. Được chưa? B149 ok. Ok. B ở dưới này, mình B. Và đây lưu ý nhá, mọi người không dùng camera tại vì ở đây có tắm tiên các thứ các kiểu. B0149. 0125 của anh là 125 em 149. Anh chặn với vòng tay của anh. Một lần. Anh
Anh chạy không? Rồi. Sao thì đây anh quên được cái đấy. Anh quên anh có thể đưa cái hộp này vào cái chỗ mà hình như vậy đó. Đấy rồi. Thế thì nếu mình không nhớ thì sao nhỉ? Tôi phải chờ nha. Đây của tôi đây rồi, 0149 rồi. Bây giờ quy trình là mình sẽ thay đồ bơi ở đây, mình sẽ mặc trong quần bơi nhé. Ok. Mặc trong quần bơi và cầm trong khăn tắm. Rồi, tôi chào mọi người nhé, để cho anh em thay đồ cái nhá. Không phải quay lui hết cả mấy ông. Cho mấy ông lên sóng luôn nhá. Rồi, người đẹp đấy, anh chào người đẹp đấy. Rồi, ok, ok. Rồi, cởi nốt quần đi anh ơi. Ok nhá, ôi đấy, ngon chưa đấy. Rồi, gồng gồng lên em ơi. Cho nó cơ bắp lại. Ê, rồi. Ai muốn gặp luyện thì phát là em anh Quỳnh nhá. Đi nhà tàu nhanh là 5 lít.